Ui, nhà Hồng đẹp quá. Dạ. Mừng tân gia nhà mới. Mừng cho gia đình bạn bình an, phát tài, phát lộc. Em cảm ơn anh. Anh Phúc vẫn chu đáo y như ngày xưa ấy. Khôi đến chưa em? Dạ, anh Khôi hôm nay... Mà anh dặn luôn nhá, lát nữa có chụp ảnh chị. Đừng đứng cạnh cậu ấy. Vâng. Nhà cậu ấy đang trong giai đoạn nhạy cảm đấy. Anh nói ít em hiểu nhiều. Nhưng mà em sợ hôm nay anh Khôi anh không đến đâu ạ. Mọi người ơi, vào đây cho xem cái này, vụ này căng lắm. Anh ơi, đi vào đi, mọi người đang chờ đấy. Đây, mình vào đây. Dìm bạn xuống tận đáy buồn vì lợi ích của họ. Chuyện gì mà căng thế? Mà Khôi có phải là người dựng chuyện đâu. Nhưng như thế là quá đáng thật. Có chuyện gì đấy? Hình như có gì liên quan đến tôi à? Chắc là anh Khôi anh ấy cả giận quá nên mất khôn thế tôi ạ. Chứ anh Phúc không phải là người như thế đâu. Nhưng mà có chuyện gì? Thế ông chưa biết à? Khôi vừa đăng lên trang của lớp thế này. Ông xem đi. Xem nào. Đi gần đây. Rồi. Các bạn ạ, thất bại của đời người là khi có vợ dại bạn đều. Nhưng gần đây tôi lại nhận ra rằng dù vợ bạn không ngu, ngược lại thông minh, rất giỏi giang, nhưng chỉ cần có một người bạn đều là đời bạn bế mà. Vì sao đời bạn bế mà? Là bởi vì không như người dưng họ hãm hại bạn, dìm bạn xuống tận đáy bùn vì lợi ích của họ. Còn bạn đều thì sao? Bạn đều trước hết là bạn của bạn, là nơi mà bạn giao du, chia sẻ, dựa dẫm, thậm chí nương tựa cả về mặt tinh thần. Nhưng lại đều với bạn, họ hãm hại bạn mà vẫn giả nhân giả nghĩa. Tôi sẽ không nói tên người đó. Đúng 30 năm trước, tôi đã có một người đã từng coi là bạn rất thân. Đau thật sự. Vớ vẩn.